Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình Lan đây. Theo như yêu cầu của một bạn khách ở Thủ Đức thì hôm nay mình sẽ pha một cái loại màu giả gỗ, màu lau giả gỗ cho nó gần giống với cái màu gỗ già một tí. Thì tại vì hôm bữa trước thì mình có ra một cái video thì cái màu của nó hơi vàng tí, hôm nay thì mình sẽ pha cái màu nó hơi ngả về cam một tí cho nó giống màu gỗ già. Ở đây mình có còn dư một tí đây. Cho thêm glay vào nhé. Đây là dầu glay nha mọi người. Và đây là cái thạch màu vàng, nó bằng thạch. Thì khi mình cho glay vào thì nó sẽ tan ra nha mọi người. Còn không thì nó sẽ đặc lắm. Màu glay này thì nó không chết nha mọi người. Nhưng để lâu thì nó phải đóng thạch lại. Thì mình quẩy, mình cho dầu glay vào, mình quẩy lên thì nó sẽ tan ra. Đây là màu đỏ đô. Như mình sẽ thử lên nha, một miếng ván tầng bì, miếng gỗ tầng bì, xem nó ra màu như thế nào. Như này thì nó vẫn còn hơi vàng nha, thì mình sẽ cho thêm màu đỏ vào nữa. Cái màu vàng thì nó lên màu rất là nhanh, nên là khi mình pha thì mình sẽ pha loãng thôi, tí màu thôi. Khi mà người mà mua về thì trước khi sử dụng mình sẽ lắc đều lên nhé, tại vì để một thời gian thì nó sẽ lắng cái thạch chỗ xuống dưới, mình không lắc thì ở bên trên nó có dầu ở đây không, ở dưới nó đóng cặn ở dưới. Mọi người lưu ý là khi mình lau ở đây xong thì mình sẽ lau lại bằng giấy khô luôn, chứ không để một lúc nó ngấm nó khô mình không lau được không. Chỗ này nó bị dính miếng mỏ ốc chó thì nó hơi thâm. Dễ toàn mò ốc chó không à. Đây nha mọi người, nó phải lên như thế này, lên phần như thế này, nó hơi ngả về màu gỗ già một tí, thì mình phớt một tí màu nữa là nó lên gỗ già là rất là đẹp. Đấy, thì hiện tại bên mình đang cung cấp các loại màu glay, màu ốc chó, màu gỗ, màu hương và một số loại màu theo yêu cầu của mọi người. Mọi người yêu cầu pha màu gì thì mình sẽ pha theo kiểu màu đó cho mọi người về lau. Màu cẩm chẳng hạn, hoặc là màu cam xe các thứ. Màu gì cũng có thể pha được nha mọi người. Và ở mình thì mình cũng có cung cấp các loại dầu BU, bóng lót và bóng 2K68. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0985 881 344. Bây giờ thì mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Nếu thấy video mình hữu ích thì để lại cho mình một like. Và nếu có thắc mắc gì thì để lại dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.